Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng Trung nhầm VN. Và hôm nay chúng mình lại gặp nhau trong bài mẫu câu nghe điện thoại, nhận điện thoại trong tiếng Trung. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Wait, 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 hoặc là wait, wait, wait. Alo, 对,我就是, 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 vâng, đúng là tôi, vâng, là tôi đây. 对, 我是赵生, 对, 我是赵生, 对, 我是赵生, đúng, tôi là triệu sinh đây. 是我呀, 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 đúng rồi, à, 是我呀, không, hoặc là đúng rồi, là tôi đây, hoặc là đây, hoặc là tôi đây. 对, 我就是, 对, 我就是, vâng, đúng là tôi, vâng, là tôi đây. ABC 商务学院, 您有什么事? ABC 商务学院, 您有什么事? Ở đây là câu đăng ký gọi điện thoại. Xin chào, đây là nơi, đây là công ty gì gì đó. Xin hỏi anh có việc gì không? ABC 商务学院, học viện thương mại ABC. Ông gọi tới có việc gì? Ông có việc gì? ABC 商务学院, 您有什么事? 您是哪位? 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 Xin hỏi bà là ai? 您想找哪位接电话? 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 Cô muốn gặp, cô muốn nói chuyện với ai? Hoặc là cô muốn ai nghe điện thoại? Bình thường câu này chỉ sẽ chỉ cần rút ngắn là 您找哪位? 您找哪位? Có nghĩa là cô hoặc là anh muốn tìm ai vậy? 他一直在等您的电话. 他一直在等您的电话. 他, anh ấy, 一直 là vẫn luôn làm sao? 等, đợi, chờ đợi. 您的电话, điện thoại của ngài. Anh ấy vẫn luôn chờ điện thoại của chị. 他一直在等您的电话. 您要找哪位俊英? 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 Cô muốn tìm anh Tuấn Anh nào ạ? Nả vậy là ai? Người nào? Chuyên nhiên là tên riêng, nghĩa là Tuấn Anh. Nghĩa là ở chỗ đấy có thể là có rất là nhiều người tên là Tuấn Anh. Thì muốn hỏi là muốn cô muốn tìm Tuấn Anh nào? Chờ yếu san vệ chuyên nhiên đỡ. Chờ yếu san vệ chuyên nhiên đỡ. Chờ yếu san vệ chuyên nhiên đỡ. Ở chúng tôi, ở chỗ chúng tôi thì có tận 3 người tên là Tuấn Anh. Nín nấng cua huế. Nín nấng cua huế. Zài tả ma. Nín nấng cua huế. Zài tả ma. Nín nấng cua huế. Zài tả ma. Một lát nữa anh có gọi lại được không? Anh có thể gọi lại trong một lát nữa được không? Chính chuẩn 103. Chính chuẩn 103. Chính chuẩn 103. Xin chuyển tới số máy 103. 我给您按 103 phân chi. 我给您按 103 phân chi. 我给您按 103 phân chi. Tôi sẽ nối máy tới, tôi sẽ nối tới số máy 103 cho anh. 请稍等一下. 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 Xin hãy chờ đợi một lúc. 我让他接电话. 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 Tôi sẽ bảo cô ấy nghe máy. 我把电话转给负责人. 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 负责人 có nghĩa là người phụ trách. Tôi sẽ chuyển cuộc gọi tới người phụ trách giúp anh. 我把您的电话接到营业部去. 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 营业部 nghĩa là bộ phận kinh doanh. Tôi sẽ chuyển cuộc gọi của anh, của ngài tới bộ phận kinh doanh. 您要找的人来接电话了. 您要找的人
来接电话了。您要找的人，người mà anh muốn tìm thì lại 接电话了。đang tới để nghe điện thoại rồi。我把电话转给负责人。我把电话转给负责人。tôi sẽ chuyển cuộc gọi tới người phụ trách。我把您的电话接到营业部去了。我把您的电话接到营业部去了。tôi đã chuyển cuộc gọi của anh tới bộ phận kinh doanh rồi. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy bấm like và follow chúng mình trên cả Facebook lẫn kênh YouTube Học Tiếng Trung với Thầy Phạm Dương Châu nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn trong các video clip lần sau. Chào tạm biệt.